Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ chơi tìm lão đường hạnh phúc nha. Và mọi người có thấy điều gì đặc biệt không? Mọi người nhìn lên góc trái màn hình đi. Ta-da! Mọi người đã thấy là mình đã lên từ bậc 3 lên bậc 1 rồi không? Trời ơi, thiệt sự là tôi chơi cái bậc 3 nó rất là lâu luôn ý. Nếu như mà ban đầu chơi game cho tới khi lên bậc 1, bậc 2 thì rất là nhanh đúng không? Tầm khoảng 3-4 ngày thôi. Thì từ cái đoạn mà bậc 1 lên bậc 3, rồi bậc 3 lên bậc 1, trời ơi, tôi phải nói là nó phải mất tầm 2 tuần hay là 3 tuần gì đó lận. Thì bây giờ mình mới lên được bậc 1 mọi người à. Mình không nghĩ là nó lại cày lâu tới như vậy luôn á. Huống hồ là mấy bạn mà lên kim cương thì chắc là cày cũng chắc từ phải là từ năm ngoái nhỉ. Ừ thì mình cũng cày từ năm ngoái mà. Ok thì mọi người thấy ở đây hiện tại ở cái vàng 1 á thì mình đã đủ điểm phục vụ, điểm thức ăn rồi, chỉ còn thiếu điểm cơ sở thôi. Thì mọi người có thấy thắc mắc không? Mới hôm qua mới từ bạc 3 lên vàng 1 mà bây giờ lại sắp từ vàng 1 lên vàng 2 rồi. Thì ok, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem lại cái cảnh mà hôm qua mình lên từ bạc 3 lên vàng 1 ha. Đó, hôm qua đang ở đoạn này là bạc 3 nè mọi người. Xong cứ nghĩ là vô đổi và ông Phương sư phụ xong á là mình sẽ lên vàng 1 luôn. Nhưng mà thực ra là không phải nha. Mọi người bấm vào phần cửa hàng, bấm vào phần tiệc rượu khai mạc. Dành cho những bạn nào chưa biết thì cái chỗ này mọi người sẽ rút thưởng bằng kim cương. Mỗi lần rút mọi người sẽ tốn 20 kim cương và nhận được các vật phẩm như là điểm may mắn, sổ ghi chép đào tạo, điểm năng lượng hay là bánh cá, kim cương cũng được nữa. Để đổi được ông Phương sư phụ thì mọi người cần 2.000 điểm may mắn. Cái này thì mình không chắc chắn nhưng mà tốn khoảng tầm đâu 3-4.000 kim cương gì đó. Đó thì sau khi nâng cấp xong, mọi người thấy là mình xuất soát lên 2.400 điểm phục vụ là sắp lên bằng 1 rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần đi nâng cấp thêm một cái nhân vật nữa bằng sổ ghi chép đào tạo là ok. Ok, để mình nâng những cái nhân viên còn 2 sao nha. Gì là lên, ok, lên bằng 1 rồi mọi người ơi. Và sau khi lên bằng 1, cái việc đầu tiên mình làm đó chính là nâng cấp cái sảnh buffet. Trời, mình chờ đợi cái điều này lâu lắm rồi mọi người ạ. Mọi người mới thấy mình tiêu 5 triệu tiền rất là nhanh chóng không? À, một lời khuyên dành cho những bạn mà từ bạc 3 chuẩn bị lên bằng 1 thì mọi người nên tích kim cương với là tiền sao trước nha. Đặc biệt là tiền sao ấy. Vì riêng cái việc mọi người mở cái sảnh ra, dọn dẹp, lau chùi là cũng tốn 6 triệu tiền rồi. Còn cái việc nâng cấp nữa thì trời ơi, mọi người phải biết là những cái món đồ ở bên sảnh buffet món nào nó cũng 6 chữ số hết. Xong tài kiểu mới lên được cái sảnh cũng hơi còn mỡ ngỡ, không biết là nên nâng cấp cái nào trước á. Nên là tôi đã quyết định là tôi sẽ nâng cấp nhân viên trước nha. Bấm qua phần nhân viên thì tất nhiên một cái sảnh cần hoạt động được, chúng ta phải cần có các nhân viên ở các quầy rồi. Quầy phục vụ nè, quầy thu ngân nè, quầy phụ bếp nè, đầu bếp nè. Nói chung là những cái nhân vật nào mình có thể thuê ở cái mức vàng 1 á thì mình thuê hết. Sau khi thuê xong nhân viên rồi thì bắt tay vào kinh doanh ở cái sảnh buffet thôi. Có một cái rút kinh nghiệm của mình cho những cái lần cày nâng cấp của cái tiệm lẩu á, thì mặc dù là mọi người thấy mình thiếu cái điểm phục vụ trước đó nha, là bạc 3 mình thiếu điểm phục vụ rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn không quên nâng cấp cái điểm cơ sở và cái điểm thức ăn. Mọi người đừng có nghĩ là mọi người nâng cái điểm phục vụ xong á lên cấp lại tiếp tục nâng tiếp, vì nó không bao giờ là đủ hết đó mọi người. Những cái điểm thức ăn nè, điểm cơ sở nè, mọi người nâng bao nhiêu cũng không đủ hết. Với là nếu như mọi người chưa muốn nâng điểm cơ sở thì mọi người phải tích tiền sao ấy. Như mình đó, hôm trước cái lý do mà mình lên được cấp vàng 1, chuẩn bị lên cấp vàng 2 nhanh như vậy là do mình dồn tiền sao rất là nhiều, mình treo khá là nhiều, với là mình cũng tích trữ trước ấy. Vì theo kinh nghiệm là mình phải tích nhiều tiền sao để mình mở cái sảnh buffet, thế nên là mình đã tích khá là nhiều. Tới bây giờ sau khi nâng xong sảnh buffet rồi thì mình vẫn còn dư tới 11 triệu mọi người à. Phần kim cương thì mọi người có thể cày, tất nhiên là phải cày kim cương để mà kiếm những cái hoạt động khác rồi, nhưng mà phần tiền sao cũng rất là quan trọng nha. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng với mọi người nâng cái nhà hàng này làm sao cho nó lên vàng 2 luôn ha. Mọi người xem nha, trong cái phần vàng 1 của mình bây giờ mình đang thiếu điểm cơ sở. Mình đang có 89.000 điểm, còn điểm mà mình cần đạt được là 96.000, vậy là mình thiếu tầm 7.000 ha mọi người. Ok, với 7.000 thì để mình xem là nếu mà mình nâng cái phòng riêng này lên full cái nội thất mới, nội thất sau ấy, thì nó đã được đủ 96.000 chưa nha. Và với 11 triệu thì mình tự tin là chúng ta sẽ đạt luôn vàng 2 mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ nâng nha. Cái phòng số 1 thì mình đã nâng cũng hình như là full rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ nâng cái phòng số 2. Phòng số 2 của phòng riêng thì sẽ có icon bàn dài nè. Đợi tụi này ăn xong là nó mới đổi bàn á mọi người. Rồi, cái đồ trang trí nai đồng nguyên chất này thì mình đã mua lúc trước rồi. Đèn cây kiểu tối giản cũng mua luôn rồi. Mấy cái này kiểu mình mua lầm á mọi người, mua trước ấy. Chứ thật ra là tới đây mới cần mua ấy. Đèn tường hiện đại nè. Ok. À, chúng ta phải thay cái tường trước chứ nhở. Kệ sách tường gỗ. Mua.
sẽ thích thường ngủ sang nhờ. Sàn gỗ sồi sẫm màu 342.000. Vậy là tính ra cái phần tường với là cái phần nền mình mua xong là cũng hết nửa triệu đó mọi người ạ. Rồi xong cái phần thảm nữa. Thảm lông ngắn nâu sẫm. Ok. Rồi cái gì? Đèn trang trí hình hươu 374.000. Ồ, cái đèn này đẹp. Ồ, vậy là chỉ cần đổi cái bàn ở tụi này đang ăn nữa thôi là mình sẽ ra được cái căn phòng này full luôn á. Full nội thất. Cái nội thất này tên là gì nhờ, mình cũng không biết nữa, để mình ra xem. Giản, nội thất tối giản mọi người ạ. Nội thất tối giản nha. Tính ra là mình nâng ở ngoài này là mình nâng được cái nhà này luôn rồi. Đó. Nhưng mà cái phần nền thì mình vẫn chưa thôi. Đây, chuẩn bị đổi qua bàn thứ hai nè. Ok, xong bàn số 1 với bàn số 2 rồi. Thì mọi người tới cái bàn phòng số 3 nha. Nếu mọi người để ý thì mọi người thấy ở cái phòng số 1 á, là nó còn có cái hiệu ứng là nhìn được cái quang cảnh của khách đi bên ngoài á mọi người. Đi bên ngoài vỉa hè, tức là ngoài nhà á. Và nó để mặc định là cái chế độ là buổi tối nha. Đó, nên là bạn nào mà muốn kiểu chỉnh sang buổi tối ở trong nhà luôn á, trong tiệm lẩu luôn á, thì mọi người đổi sang cái tường này nha. Cái tường này tên là gì nhở? Tường tên là tường lò sưởi phong cách châu Âu nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến vào cái phòng số 3. Phòng số 3 đầu tiên là nâng cái bàn ghế. Tụi này vẫn đang ngồi ăn nên là lát nữa nó mới đổi lận. Rồi tường lò sưởi rèm xếp lớp. Mua. Không, cái tường này không đẹp bằng cái tường phòng số 2. Nhưng mà cũng được. Sàn gỗ sồi màu ấm. Thì ra là mỗi phòng nó sẽ có một cái phong cách khác nhau mọi người ạ. Cái nội thất trước thì mình thấy nó khá là tương tự nhau ấy. Nhưng mà cái nội thất sang từ cái đoạn ký ức hồng trở lui thì mình thấy là mỗi phòng nó sẽ có mang cái đặc trưng riêng á. Đây, thảm hoa văn dân tộc. Ok, cái này mình mua rồi. Sofa tối giản hiện đại. Tính ra là mình vẫn thích cái chậu giặt trong suốt này hơn nè. Nhưng mà nó không có đúng chủ đề lắm nên là đổi ha. Sofa tối giản hiện đại. Đó. Mình cần thấy cái gì nữa? Tủ, ai cần tủ bàn ăn? Cái chuối lùn này đã mua rồi. Cái gấu bông lớn hả? Ok, gấu bông lớn. Ok, ủa sao tự nhiên nó chen vô cái màu hồng, nó không có liên quan nè. Tính ra mình thấy là cái đồ này nó còn đẹp hơn nè. Đó, chắc là người ta sắp xếp cái vị trí nó bị nhầm ấy. Đợi tụi này ăn cũng lâu tại món nó chưa lên đó mọi người, nên là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Cái ở ngoài, phía ngoài để mình nâng trước nha, tại vì hiện tại mình cũng vô lên được phần 2. 92.000 rồi mọi người ạ. Đầu tiên là icon ghế. Chúng ta sẽ đổi sang cái ghế dũng, ghế đậu á mọi người. Đó, icon gạch lát này thì mình đã mua rồi. Mọi người chuyển qua cái gạch lát này một cái là trời nó tối liền mọi người ạ. Đây mình coi. Cái này mình thiếu khá nhiều nhờ. Màn hình 4K siêu mỏng. Mua. Ok, cái phần icon quầy ăn vặt. Cái này đẹp nè. Mấy đồ ăn vặt ngon đấy, ok. Tất nhiên là phải ngon rồi. Để coi, tòa nhà trang trí cái này sử dụng rồi. Ô che nắng bằng hợp kim nhôm. Ok. Là đủ chưa ba? Là đủ chưa vậy? Còn thế nào không? Mình nâng full rồi nè. Full ở ngoài rồi đó. Ở ngoài nó cũng ít đồ nhờ. Nó chỉ có 1, 2, 3, 4 món thôi. Dạ, cho những ai chưa biết thì như có một cái nhóm ở trên Facebook. Bạn nào muốn join vào đó chơi thì gõ tìm cộng đồng Sunny Trang ha. Ở đây tôi sẽ dễ tương tác với mọi người hơn á. Ở tay trở lại video thôi. Đây, ở ngoài là vậy là full rồi đó. Đây là quang cảnh của cái phong cách tối giản ở phía bên ngoài lúc trời tối nha. Bây giờ mình cần đổi cái... bên này đổi cái bàn rồi nè. Đó, vậy là mình nâng full cái phần nội thất phòng riêng mà cái nội thất tối giản rồi nha. Bây giờ mình sẽ qua nâng cái phòng bếp. Tại vì đối với cái nội thất cổ tích á, thì mình thấy cái phòng giữa nó vẫn đẹp hơn cái phòng bếp mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ nâng cái phòng bếp nha. Phòng bếp thì đầu tiên là ở dưới mình nâng cái tường với là cái phần nền trước đi. Ok, hiện tại thì điểm cơ sở mình chỉ còn thiếu 3.000 điểm nữa thôi mọi người ạ. Mình nghĩ là nâng xong cái bếp này là nó lên luôn vàng 2 đó. Ok, trời ơi, hồi hộp quá. Coi, bây giờ mình sẽ nâng cái phần nền trước. Gạch bông lát nhà bếp. Và phần tường. Tường nhà bếp rộng, cái này mình mua rồi mọi người. Hồi trước tại vì mình muốn coi buổi đêm á, nên là mình đã mua trước. Mọi người thấy không? Mọi người sẽ thấy được cái quang cảnh ở phía bên ngoài là trời đêm, với là có khách hàng đi qua nhà. Nhưng mà vì là bếp nên là người ta nâng cái tường cao lên, mọi người chỉ thấy cái chóp đầu của khách hàng ở ngoài thôi. Mình rất là thích cái tính năng này nha, nhìn được khách ở bên ngoài. Ok, tiếp theo là mình sẽ nâng những cái gì nó đặc trưng một xíu. Mình nâng mấy cái bồn rửa trước đi. Hay là icon quay đồ trước nhà. Cái nào cũng cần nâng hết. Thôi nâng từ dưới lên trên. Nâng bể hải sản inox. Chiêu. Ok, cái này giống nuôi cá. Xong kiểu chế biến tươi sống ha. Rồi, tủ đông thông minh tối giản. Mấy điểm rồi,
vẫn thiếu nhiều điểm vậy. Ok, nâng icon bếp ăn. Đó, trời, cái icon bếp ăn này nó hợp với cái nội thất liền nè. Bây giờ sẽ nâng qua cái icon bồn rửa bát. Rồi tới hai cái kệ chính là kệ bếp với kệ quầy đồ ăn. Ok, sử dụng thớt gỗ ép gì đó cho sạch sẽ hơn. Ồ, vậy là full cái bếp rồi nhưng mà vẫn chưa được vàng. Ồ, nó 94.000 thôi, chúng ta cần 2.000 nữa. Oh my god, vậy là mình phải nâng luôn cái sảnh dưới, sảnh chính hả? Tại vì mình tính là nâng cái khu này cuối cùng, hay là mình qua nâng cái khu vực mình mới nâng lên. Nhưng mà cái này mình mới nâng lên tức thì luôn á mọi người, khu vực sảnh buffet á. Hay là nâng cái này nhờ, để coi nếu mà nâng mẫu mã thì nó có tăng điểm không. Nhưng mà mẫu mã thì mình thấy nó cũng đang đẹp ấy, nó đang đồng bộ với nhau mà. Hay là mình nâng cấp nó thôi, không nâng mà nâng cấp thì nó có tăng điểm cơ sở vật chất lên không nhờ, để tôi coi nha. Bây giờ là 94188, để thường để thử nâng một cái. 94188, ố, nó nâng 400 điểm một lần. Được đó, ok, nâng cái điểm này đi. Nâng cái này lên level mấy nhờ? 5 ha. Ủa, nó hơi nhiều đó, 5 là thấy hơi đắt rồi đó. Ok, oh my god, hơi nhiều tiền mọi người à. Trời ơi, mình chỉ còn 4 triệu thôi, chết thật. Ghế băng nâng sau khu vực, cái này là bàn đúng không? Hạ thân máy, nâng thân máy lên. Oh yeah, vàng 2 rồi mọi người. Wow, yes. Trời ơi, thiệt sự là mình không nghĩ là mình lên nhanh như vậy luôn á mọi người. Từ bạc 3 lên vàng 1, từ vàng 1 lên vàng 2, chỉ trong vòng 2 ngày. Em ơi, chưa tới 2 ngày nữa ý. Mình nâng tối hôm qua mà hôm nay mới buổi sáng. Ô, vậy là chỉ mới 1 ngày thôi mọi người. Tính ra là mới 1 ngày thôi, còn chưa được 2 ngày nữa. Oh my god mọi người ơi. Ồ, bây giờ trời, mình từ 16.000 lên 30.000 hả? Rồi từ 3.000 lên 6.000, trời, nó gấp đôi luôn á. Mình nghĩ là mình sẽ ở vàng 2 rất là lâu mọi người ạ. Mình sẽ ở cái vàng 2 này rất là lâu luôn. Tại bây giờ điểm nó cao quá. Nhưng mà đỉnh cao nhờ, mình mới lên được vàng 2 luôn này nè mọi người. Nói chung là lời khuyên của mình dành cho những bạn chưa tới được cái vàng 1 đúng không? Thì mình khuyên chân thành là mọi người hãy tích tiền trước. Tại vì cái điểm cơ sở ở cái vàng 2 á, à vàng 1 á, là mọi người phải nâng cái sảnh buffet nó rất là nhiều tiền. Cho nên là mọi người phải tích thực là nhiều tiền nha. Ít nhất phải có 10 triệu tiền sao ở trong cái tiệm lẩu trước khi mà lên vàng 1 nha. Ok, đó là lời khuyên của mình. Và hôm nay mình đã nâng cấp xong được lên vàng 2 rồi. Ngày hôm sau, ok, mình sẽ cố gắng kiếm lại tiền để mà mình có thể nâng được cái nhà hàng của mình lên đồng bộ nội thất icon tối giản nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem bao nhiêu xem xí gì nha. À mọi người, ngoài ra thì Nhi có một cái kênh YouTube thứ hai làm về vlog cá nhân là kênh này. Thì ai tò mò về cuộc sống cá nhân của mình có thể qua đó và ủng hộ cho mình một nút đăng ký ha. Ok, cảm ơn mọi người nhiều. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mata ne. Trời ơi, sảnh buffet sang sảnh mạnh quá.